Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết giới chức tỉnh Bình Thuận đang tìm cách bắt giam người biểu tình. Hai ngày sau khi bùng phát các cuộc biểu tình đông đảo chưa từng thấy để phản đối kế hoạch cho thuê đất 99 năm và thành lập các đặc khu kinh tế, tình hình tại nhiều thành phố Việt Nam đã bắt đầu tạm lắng dịu, tuy mọi sinh hoạt vẫn chưa bình thường trở lại. Tại Bình Thuận, nơi đã vừa xảy ra cuộc biểu tình lớn, người dân bị cấm tụ tập, cấm dừng lại tại những địa điểm nhà cầm quyền không cho phép. Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại trường luật Đại học Harvard, nói rằng các cuộc biểu tình tự phát là một dấu hiệu nói với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải giải quyết những vấn đề gây bất bình trong người dân. Ông nói đừng đẩy người dân vào chân tường dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ. Một số Facebooker cũng đồng quan điểm đó khi ví von cuộc xuống đường lần này chỉ là cái lò xo bị nén lâu ngày, hôm nay bung ra. Hình ảnh video cho thấy cảnh sát đã tăng cường sự hiện diện tại Bình Thuận. Dân địa phương cho biết họ được phép ra đường nhưng bị cấm tụ tập. Một nguồn tin cho hay công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tìm lý do để ra tay bắt giam những người tham gia biểu tình. Trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Vào hôm 12 tháng 6, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật an ninh mạng. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Chúng tôi thúc giục Việt Nam bảo đảm rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, đồng nhất với các nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam. Trong một tuyên bố vào hôm ngày 8 tháng 6, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng dự thảo luật an ninh mạng của Việt Nam có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng. Tuyên bố đưa ra vài ngày trước khi dự luật được biểu quyết. Cả Hoa Kỳ và Canada đều thúc giục Việt Nam hoãn dự luật an ninh mạng để bảo đảm rằng các quy định của Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Dự luật đặc khu hoàn toàn không giúp phát triển kinh tế. Thưa quý vị, các đặc khu kinh tế mà Việt Nam đang dự tính xây dựng không có tác dụng thử nghiệm gì về thể chế, mà chỉ giúp làm giàu cho những người đầu cơ bất động sản. Một nhà kinh tế, đồng thời là nhà bất động chính kiến ở Hà Nội, ông Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho biết như vậy. Ông nói rằng Việt Nam không nên học tập kinh nghiệm ở một nơi khác, ở một thời điểm khác vốn không thích hợp với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, ông A cũng nêu lên quan ngại những đặc khu này có thể làm lợi cho các nhà đầu tư đến từ Trung Cộng. Dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu, vốn được Quốc hội Cộng sản Việt Nam trì hoãn cho đến tháng 10 mới thông qua do áp lực từ dư luận, đã tạo nên làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ trong và ngoài nước do lo ngại dự luật này sẽ mở đường cho Trung Cộng chiếm giữ những vị trí trọng yếu của đất nước. Ông A nêu ra ba lý do chính khiến ông phản đối dự luật đặc khu là do không đem lợi ích gì về kinh tế, không có tác dụng thử nghiệm thể chế và quan ngại về an ninh. Công an xã sẽ được cấp súng để dễ dàng đàn áp người dân. Thưa quý vị, công an xã ở Việt Nam sẽ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trang bị vũ khí và nhiều loại công cụ để dễ dàng hơn trong việc trấn áp người dân. Truyền thông Việt Nam đồng loạt loan tin kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, công an xã, phường, thị trấn ở khắp Việt Nam sẽ được trang bị súng theo quy định của nhà nước về trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vừa mới được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thông qua sau hơn 5 tháng đưa ra dự thảo. Mặc dù đưa ra dự thảo để lấy ý kiến và nhận được nhiều phản đối, song thông tư này vẫn được thông qua và áp dụng thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, công an của xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay và áo giáp. Tin giải trí cho biết Kevin Costner trở lại trong phim Yellowstone. Thưa quý vị, Kevin Costner, người đoạt giải Oscar đã xuất hiện ở Los Angeles vào tối thứ Hai ngày 11 tháng 6 cho buổi chiếu ra mắt phim Yellowstone, một bộ phim truyền hình sắp được ra mắt của Paramount với nội dung về các chủ đất ở miền Tây Hoa Kỳ. Yellowstone được viết và đạo diễn bởi nhà biên kịch Taylor Sheridan, người đã được đề cử giải Oscar của phim Sicario và Hell or High Water. Phim Yellowstone đánh dấu sự trở lại của Costner trên truyền hình sau một năm gián đoạn, sau lần nhận giải Emmy và Hatfield. Costner cho biết ông quyết định tham gia bộ phim sau khi đọc kịch bản của Sheridan. Phim cũng có sự tham gia của Wes Bentley và Kelly Reilly. Phim sẽ được ra mắt vào ngày 20 tháng 6 trên hệ thống phim truyền hình Paramount. Thưa quý vị, trong khi đó thì Ocean 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần.
Đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần vừa qua là bộ phim Ocean 8 với mở màn khá mỹ mãn 41,5 triệu Mỹ Kim. Đây là thành tích tốt nhất mà loạt Oceans có được, so sánh với 39 triệu Mỹ Kim doanh thu ra mắt của Ocean 12 2004, Ocean 11 2001 với 38 triệu và Ocean 13 2007 với 36 triệu. Trong Ocean 8, Sandra Bullock sẽ vào vai em gái có tên cướp Jenny Ocean, dẫn đầu một dàn các chị em toàn sao hạng A của Hollywood đi cướp dây chuyền của một chị hạng A khác, đó là Anne Hathaway. Doanh thu mở màn của Ocean 8 đã đủ để đưa bộ phim vào top 10 tác phẩm có màn ra mắt ấn tượng nhất năm 2018, thu hút 70% tỷ lệ khán giả xem phim là nữ giới. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Năm ngày 14 tháng 6 cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, dự báo thời tiết cho thành phố Boston cho biết trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 79 và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ. Gió Tây từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố New York trời trong xanh đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86 và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió Tây từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Thủ đô Washington DC trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86 và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Thành phố Atlanta trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 88 và thấp nhất vào ban đêm là 70 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 40%. Thành phố Orlando trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 91 và thấp nhất vào ban đêm là 74 độ. Gió Tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 60% mưa kèm theo dông và sấm sét. Chicago trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 78 và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Chuyển sang khu vực Dallas và Houston, tại thành phố Dallas, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 98 và thấp nhất vào ban đêm là 79 độ. Gió Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Houston trời mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 94, thấp nhất vào ban đêm là 76 độ. Gió Đông Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Seattle trời nhiều mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 65 và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. San Jose trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.